kính chào toàn thể các bác. Đây, trước mặt các bác đây, đấy, đường đây. Bây giờ anh em đang chở hàng về. Hôm nay là về được Nai Array đôi 30. Nai Array đôi 25. Hai bát 25, một Tekken 750 và ba chiếc cục đẩy. Hiện tại bây giờ là đang chờ nốt chuyến sút ngày mai mới về. Đã lấy một chuyến hôm nay cùng là hai chuyến. Tiền cước chuyến này là 700, trang đôi 100.000 là 800, chuyến kia 800 nữa thì trang đôi 100.000 nữa thì 900, đủ nhiều tiền lắm, gần 2 triệu. Với cái hoa đây nha các sếp nha, người nhận này. Đấy, số điện thoại, số này không phải giấu. Đấy, đây này, hàng dễ vỡ xin nhẹ tay. Đấy, về được hai chiếc xe 800 và một chiếc xe 1500. Con này thì tập xúc kép kinh rồi, bố đẳng cấp rồi. Đây, con này có đánh xúc kép kinh rồi nha. ACIF này, xe 1500 này. Đó, con này thì kinh rồi, đẳng cấp rồi, nặng lắm, chắc phải tầm 3 mấy cân rồi. Nhưng mà con này nhẹ, con này TD, hai con đều máy TD. Đấy, còn đây là dây, con dây này nó xịn, mức độ này nó mới kinh như thế này. Thấy chưa? Đó, dây xịn nó còn có cả nò xo nữa. Nó có cái chốt này, này nó chốt sau, chốt này chốt trước đây. Để rút chốt này ra cái là bắt đầu nó phật này. Không biết nó có vướng cái dây nào. Có đây. Đấy. Đấy, đây là nó vướng tí bìa đây này. À, cái bao để em sẽ cắt ra cho các sếp xem nhá. Cắt một tí thôi, vẫn phải ngày mai quay. Mai quay xong là mai lại nhầm người bóc hộ nữa. Đấy. Ví dụ này như này này, chuyên nghiệp này. Rút chốt vào này, khóa xuống này, rút cho ra cái này. Đấy, cái này gọi là dây này. Dây này rẻ, đắt tiền nó mới có như này nha. Rút một phát như này luôn, chốt được luôn. Không biết bao giờ dây Việt Nam mới làm được như này nhỉ. Đấy, những loại dây cao cấp thì nó mới có chốt như này. Đây là các bác à, săn thì săn, đón thì đón nha. Hai bát 25, một tép 750. Còn súp thì ngày mai về chuyến nữa. Hiện tại thì chưa về. Hôm nay là chưa thấy súp đâu cả. Tầm này là cũng hơi muộn, hơn 1 giờ rồi. Đấy, hàng về nửa đêm nó kiểu ý. Nửa đêm phải đi đón. Thì các sếp nào quan tâm thì liên hệ em nhé. Giá thì em sẽ báo sau. Bây giờ đang xem là tiền cước với tiền hàng như thế nào đã. Sau đó thì mới báo giá. Về trước là hai cặp dây ba còn đẩy. Đấy, hai cặp dây ba còn đẩy. Ngày mai chắc tầm chiều mai về thêm súp. Ngày mai thì em sẽ quay trong clip lần sau nhé. Đây các bác xem nhé. Cái này em vừa vệ sinh này, xe 1500 này, đây là xe 800. 1500 thì 1500 W một kênh, 8 ohm. 800 800 W một kênh, 8 ohm. Thông số chi tiết thì em sẽ báo trong clip review riêng lần sau. Ở đây là tất cả những gì em vừa tháo ra. Về được hai đôi thì tháo trước một đôi đã, còn một đôi là đặt lên demo, đôi kia đang sơn rồi. Đấy. Đấy. Đây nhá, bát 25. Từ neo. Nhưng mà côn lại côn dinh ôm dẹt. Đấy. Ăn tiền, ăn tiền. Quả này ăn tiền này. Còn đây là tép 750, cái này em chưa vệ sinh nhá. Đấy, vẫn còn nguyên bụi này. Được chưa? Nguyên bụi và nó có cái ống kèn này, vừa em tháo tung ra. Thằng này à? Hai hai con này. Đấy. Con đập cơ nhỉ? Cả cục này nữa. Đấy. Đây là lưới đây, các cái này nhá. ACIF, Gen Money, cái tem này ăn tiền này, cái tem này ăn tiền này. Đấy, về nó còn móp mép này, nắn rất là khổ, nên là các bác nào mà ăn loa siêu lời mày. Đấy,
các bác nào mà lấy cái này là em phải mất công sơn lại hết, kể cả lưới, nói chung vệ sinh làm lại hết, gọi là mỗi đôi kiếm tí. Đấy, đây là mặt sau nhá, mặt sau của Naya Zay đây, NA610 60Hz đến 20kHz cộng trừ 3 dB. Đây là nắn trên thiết bị chuyên nghiệp đấy, chứ còn bên trong không có phân tần đâu. Tôi xem nhá, thông số tham khảo đây. Cái này thì nó chơi theo kiểu là đánh theo kiểu 3 way, nhưng mà hai đâu là 3 stick 2 way, NF1, NF2, NFR, NFR đấy, và HF, loa phải, loa trái, loa bát phải, bát trái và loa tép. Chốt ngay đây. Và đây là cái thùng em vừa mất công sơn lại. Nó sẽ khác hoàn toàn với cái thùng chưa sơn. Được chưa? Vẫn giữ được cái màu đeo bông đẹp nha. Nó hơi bám tí bụi vào thôi nhưng mà vẫn tương đối đẹp. Nói chung về là một đôi này là mất 3 nọ. Một đôi là mất 3 nọ sơn. Tốn tiền sơn. Đấy. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Trước này em sơn rồi thì lát nữa em sẽ lần ngửa này lên sơn lại phần cuối nữa, và các cái điểm này thì sẽ bả lại hoặc là gắn keo lại. Sơn lại, trà đi đánh cho bằng mặt. Đấy. Cái này hơi phồng tí nhá, cái này em sẽ xử lý lại sau. Nhiều lỗi kỹ thuật lắm, vẫn phải xử lý. Đây ánh nắng nhá, không phải là không phải bụi đâu. Đấy. Thùng bên trong nó có ốc ke này. À, thấy chưa? Có ốc ke này. Xong là khoang bát hai bên riêng nhá. À, tép một khoang riêng, đằng sau là còn vách thoát hơi kìa. Có. Đây nó có đường này, không biết là cho chùa chui ở đây hay sao đây. Cái này em đang nghiên cứu, nếu mà các bác nào lấy mà nào phân tần thì không biết là phân tần sẽ nhét ở đâu. Cái này đang nghiên cứu xem là nếu mà loa này làm lại phân tần thì không biết là phân tần sẽ để ở đâu. Bởi vì cổ tép nó nắp kín ở đây rồi, bây giờ phân tần nắp ở đằng hậu kia thì nó kích vướng. Chắc có khi là đây, chắc có khi là phải chế cái miếng phân tần đậu bé bé ở đây thôi, vừa trong góc này thôi. Hơi khó. Ví dụ là phân tần ACIF 800W một kênh, 8 ohm. 4 ohm nó vào tầm 1400 đến 1500W. Còn 1500 này thì 1500 và 8 ohm, 4 ohm nó vào tầm 3000, tầm 2800 đến 3000W. Công suất tối đa. Đấy, các bác nào quan tâm đến gì thì hãy trực tiếp nhé. Hiện tại đây em còn xúc Ebo thì sẽ quay review sau. Đây, chốt dây vừa tháo tung ra. Đấy, con này rất là hay nha. Chốt dây là rất là hay, là nó đây này. À, thấy chưa? Robot biến hình. Đây đây, tiện thì em quay lại đây tí. Đây các bác xem nhá, chốt dây tự động luôn nhá, auto luôn nhá. Dây đắt tiền không có. Đấy, thấy chưa? Rút phát là nhả ra. Đây nữa cũng thế. Rút phát nhả ra. Nói chung là về tất cả là phải sơn xịn lại hết rồi, là chốt dây riêng này là cái nào mất là phải bổ sung rồi. Đấy. Cái này em sẽ lên clip test trong clip lần sau nhé. Tôi biết là hôm nay là thông báo hàng về. Các bác nào lấy cái gì thì sẽ trực tiếp đẩy, thì đây là lấy trong combo, còn nếu mà mua lẻ thì chưa chắc nó có đâu, người ta bán theo bộ. Một đôi súp là lấy con đẩy này, hai đôi dây hay ba đôi dây là đánh với con đẩy này, rất là kén chọn luôn. Ok các bác nhé, xin kính chào và để các bác, hẹn các bác trong những clip lần sau. Có gì hay em tiếp tục quay giới thiệu các bác. Clip lần sau thì sẽ về súp và sẽ giới thiệu riêng.